đây nó có 3 đồng hồ này. 1, 2, 3, hết 1, hết 2, hết 3 này. Đồng hồ 1 này nó làm nóng hơi nóng của đằng trước và đằng sau. Đằng 2 này là của thằng mặt trên và mặt dưới. Đấy. Đồng 1 với thằng 3 nó thông với nhau. 2, 4 thông với nhau. Đó. 1, 2, hết 3. Còn thằng này giới hạn của áp suất hơi nóng đưa vào đằng kia nó chỉ có 1 cân thôi. Và áp nó sẽ bảo vệ nó an toàn, đằng kia là 1 này. Thứ 2 đồng hồ nó dài đây. Chạm kim này nó sẽ ngắt. Bảo vệ. Thì nén lo hiển thị đo bình như kia 7 cân rưỡi đúng không? Đây đo hơi nóng ngoài bình bồn vào này. Đang 6 cân rưỡi 7 cân đúng không? Đấy. Thế này điều chỉnh cái này á, có cái nút này dán cửa điện này. Mình có thể ấn nó xuống, ấn này, dàn nó về. Nhưng mà đang đặt ở số 5, 0.5. Có số mặc định rồi. Đó. Trường hợp mà sốt nó su nó chín quá thì có thể giảm từ từ về xuống này một tí. Đó, số 1. Đó, số 2 vậy. Su quá thì giảm về một tí. Đó. Chúng ta để xuống 0.6 này. Số 3 0.7 này. Ấn vào nhá. Đó. Đó. Còn thấy gì nhỉ? Còn mình nó hay chạy qua bên này đúng không? Đây này. Hay khi mà nó nặng hơi vào trong khuôn ấy là kim đỏ màu đỏ này nó sẽ di chuyển lên. À kim màu đen này. Nó di chuyển lên số 5 này, nó ngắt. Trường hợp nó đi qua là lần thứ hai nó sẽ đi qua. Nó đi qua để nó chạm giới hạn, nó ngắt. Chạm giới hạn tức là bảo vệ nó. Rồi. Thấy rồi. Sáng thấy là nó chạy qua luôn á. Bây giờ cái này để đây, khi nó đóng điện lên rồi đúng không? Mình kiểm tra khí nén đủ, hơi nước đủ. Đang chạy tỉ trọng 15, 16, từ 10 trở lên đấy. Thì chỉ 5,50 quá đám 16 thôi. Có nước một tí thì vẫn cắt bình thường không sao. Bên này là báo ampe này. Bên này báo như thế. Khi mà bật nguồn lên nó sẽ hiển thị cái dòng trạng thái này. Đóng vào đây. Nó sẽ ra hai ngôn ngữ Trung Quốc và Anh. Mình sẽ chọn tiếng Anh. Đó. Rồi. Dòng trên cùng này là trạng thái tự động hoàn toàn này. Bán tự động này. Và chạy từng bước. Từng bước một nạp liệu làm hơi nóng. Từng bước một. Những trường hợp này là ít nhất dùng, ít khi dùng. Có thể dùng này. Dùng thằng này thì ấn lại liên tục. Dùng này nó sẽ tự động chạy luôn. Đó. Dòng cuối cùng này, hai chữ này ấy, full cycle tức là chạy vòng tròn. Nó ra một sản phẩm xong nó tự động chạy lên, không phải ấn nữa. Còn này single cycle tức là chạy đơn lẻ. Khi mà ra một quá trình sản phẩm xong mình phải ấn lên nó chạy lần nữa. Thì chọn thằng đây cho nó an toàn. Tốt nhất là vậy đi. Ờ à, đấy, chọn automatic. Đó. Bây giờ vào cái thời gian cài đặt này, xe bây giờ tức là giống như sạc bên ấy, tức là lấy liệu motor nôm na nó vậy, thế anh hiểu nghĩa để bơm liệu từ cái quạt cái hút lần một lên kia đó, đang để tắt ở không, không có chạy. Bây giờ mình có thể cho nó 50 giây đó, đó những con số này là cố định đấy, chỉ có một con số này này, thời gian làm mát cooling time, thời gian làm mát bằng quạt đó kìa. Đang để tỉ trọng này là 700 giây. Mình có thể giảm nó xuống 650 giây để mình thử xem nó có nứt không. Nếu nứt thì tăng lên 700 giây. Nếu mà nó không nứt nữa mà nó top vào thì lại giảm xuống nữa, 600 giây. Và mình có thể mặc định 650 giây đi. 700 giây đi. 700 giây. Rồi. Xong cài đặt. Hai trang cài đặt này. Những số này là hàng số cố định. Rồi. Chỉ có synchro này có thể điều chỉnh hoặc hủy tắt có thể về không. Trường hợp nào lúc bơm đầu nó chạy hủy lần tiếp theo nó sẽ tự động nó chạy, mình sẽ hủy nó về không, xong mình sẽ cài đặt lại thôi. Đó, như cái này vẫn đủ một quả đâu, tí nó chạy luôn. Đó. Xong bắt đầu chế độ hoạt động bằng tay điều khiển, bảng điều khiển đấy là bấm bằng hand này, operate này. Đó. Thì những nút đỏ đang hiện tại cái đấy đang làm việc, có khi nén là đang trạng thái thường nóng làm việc rồi, mình không liên quan nó nữa.
ở đây đầu tiên ấy là mình quan tâm đến cái siro venting này, tức là cái quạt hút lên siro này, bấm vào nó chạy này. Đó. Mở chưa? Mở rồi. Đó. Đây là cái nút đầu tiên này, nút bơm thủy lực. Sau có một thủy lực điều khiển ống ở van, ống ở khuôn các thứ. Bấm lên nó chạy này. Đó. Dòng thứ hai là Crow Mow này. MD biết tạo cái chữ Mow ấy. Rồi. Bấm nó lên. Lên. Đó, lên này. Đó. Đó, lên. Nó lên bây giờ nó ngắt thì thôi. Cắt chưa? Rồi. Xong đến dòng thứ hai này, thứ ba tiếp theo, mở, mở xuống. Mở xuống. Rồi. Đó. Xong, xong rồi ta thể lực cũng được. Bây giờ mở cái van hơi ở kia đi, thức rồi. Được. Còn cái thằng này á, lock mâu rất là khóa, khóa cửa khóa trên đúng không? Ờ, bên dưới là unlock là mở khóa. À, okay. Đấy. Nhưng mà thường thì mình mở trường hợp này. Mày có thể lực mở ra. Thể lực mới điều khiển ben được. Chỉ có đó. Thì cái này đó, đóng vào. Nó sẽ đi quá luôn ra, mình có cửa. Bây giờ mình đóng khuôn lên. Đó, bây giờ khóa luôn này. Khóa. Có nó đèn cảm biến nó sáng không? Nó đến giới hạn, nó sẽ sáng đèn để nó chuyển sang tiếp theo làm việc. Đấy. Bây giờ mở khóa này. Đó, đèn là sao lại sáng này. Mở khóa rồi, bắt đầu mở khuôn này. Đấy, mở khuôn. Rồi. Bây giờ nó có bốn cái tia đẩy để đẩy sản phẩm ra. Đó. Hút out tức là đẩy ra. Bấm vào nó đẩy ra. Đó, bốn cái ra này. Đó, 1, 2, 3, 4 cái hết. Quá trình chạy bằng tay thì nó sẽ không đều, nó sẽ chậm. Đó, tự động nó khác. Bây giờ về ấy, xong mình bấm tắt. Bấm vào xong bấm tắt nhá. Bấm về lui về là reset van lại. Đó, được rồi. Đó. Bấm tắt đi. Đó. Rồi, bây giờ đến lượt thằng thổi. Thổi khí ra, thổi pha bắt đây. Election này. Đó, khí nén thổi. Nó thổi bằng khí nén đấy. Bảy, tăng sản phẩm đi. Và product out này. Đó, đây này. Tay bấm vào cái nữa thì nó tự động lùi về. Lùi về chạm hành trình thì thôi. Còn thằng cuộn mấy thằng nâng khí ở đây là bấm vào đây. Product delivery này. Di chuyển sản phẩm ạ. Rồi. Em
Lương. À cái này mình đóng thời gian trễ rồi. Mình sẽ chạy mới được. Thử không là không được rồi. Không phải cho dây dài ra. 15 giây là sau đủ quy trình đây nó mới chạy đúng không? Ờ đúng rồi. Chứ làm mà làm đơn là không được. Thôi còn mình có thể làm đơn cũng được. Đây. Đó. Đó. À. Bây giờ nhé, bấm đây. Cái mang sáng đẹp được đây. Mới mới cho nó chạy. Trong 15 giây. Nó còn 12 cái gì? Đó. Đó. Đúng tắt, đúng tắt luôn. À, ok. Thế cô. Rồi, đến chương trình trạng thái làm việc của nó. Reset này. Làm nóng này. Theo chương trình nó cài đặt này. Mặc định. Block. Chọn là tỉ trọng block. Mình đang làm nhẹ. Không. Đó là nhẹ chuyển nặng, heavy là nhẹ nặng này, light là nhẹ này, đâu, chọn đó, xong, cái phần này chạy bước mình không quan tâm cái này nữa, mà mình quan tâm cái thằng interfoot này, ở giữa, đó, tức là ví dụ mình bấm vào đây, bật tự động mình lại nhảy vào đây, nhảy hai chữ tàu, bấm vào đây tiếp, xong dòng cuối cùng này, chạy vào đây, này, đó, bấm vào đây. Ấn phát là nó đóng quân lên luôn, chạy luôn một lượt như là chạy tự động. Đó. Mục đích của nó ví dụ trường hợp mà đóng quân trong rồi tiết liệu rồi mà nó thiếu hạt chẳng hạn hay thiếu hơi thì mình có thể là mình chuyển trạng thái đó được. Bật công tác tự động mình chọn chế độ này nó tiếp tục nối tiếp một giai đoạn làm việc. Đó. Thôi. Cái này là làm như là máy chính. Ok, cái tên này. Cái số này bữa trước là 18 đó là ra được 18 lần, chạy được 18 lần. Rồi bây giờ chuyển động tay. Còn nếu cần chữ tàu thì mình chuyển động chữ tàu thôi. Đó, bỏ hen đâu rồi. Bây giờ mình chạy nhá. À. Đó, trước khi chạy phải làm nóng khuôn đã. Làm nóng khuôn, không bật thể lực lên. Nóng khuôn. Rồi, khóa quân chặt lại. Rồi. Tắt nguồn thể lực đi. Không. Mới đầu chuyện là nhiên liệu này đủ hết rồi này. Thôi nóng đủ hết. Bây giờ bật sang tự động để làm nóng khuôn. Bật sang ô tô này. Là nó sẽ hiện Trung Quốc rồi, không sao hết. Đó. Nếu mình làm được Trung Quốc thì mình có thể chọn được. Bấm vào đây. Chọn đây. Chọn làm nóng, bấm vào đây. Rồi. Đó. Ấn một phát một là nó chạy luôn. Nó sẽ đạp hơi vào làm nóng. Nhưng mình không biết Trung Quốc, mình sẽ chuyển lại cái này, bấm đây. Bấm đây. Bấm lá cờ đến anh này. Đúng không? Bỏ đi hết. Và làm nóng, nó sẽ chạy bắt đầu từ đây. Ra ăn đây. Xuống đây, ra ăn đây. Ra xả và bắt đầu làm mát luôn. Chạy đến lúc hết làm mát thì thôi. Muốn dừng thì mình sẽ bật ngược lại chế độ tay. Đó, sẽ bật ngược cái nó mất này. Bắt tự động luôn để chọn nó. Đó. Không. Bắt đầu mình chạy thử đó là mình dừng thôi. Chạy thử để làm nóng khuôn á, bắt buộc phải làm nóng hai lần. À, hai lần bắt đầu mình chạy được. Rồi, anh chọn một cái này. Chờ tới cooling là bắt đầu mình mới dừng.
làm nóng thì mình cho vào work flow, tức là chứng nhận việc thể hiện ra ngoài này. Đó. Đây. Ấm này. Nó sẽ làm nóng.